Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel tâm màu của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video hướng dẫn cả nhà tâm màu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tâm màu bức tranh hình chân dung một cô gái đeo một chiếc mắt kính và mái tóc xoăn ngắn các bạn nhé. Cùng tâm màu của mình nhé. Đầu tiên hôm nay mình sẽ tô mái tóc của cô là lấy màu vàng. Mình sẽ tô cặp lông mày màu đen. Chiếc mắt kính màu cam. Trên môi mình sẽ tô màu đỏ. Chiếc áo mình sẽ tô màu nâu. Các bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh hình ảnh
Xin xung một cô gái có mái tóc xanh ngắn và đeo một chiếc mắt kính màu cam. Hôm nay mình có tô chiếc áo cô gái mặc là màu nâu. Các bạn có thể tham khảo ba tông màu này của mình. Còn video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và subscribe kênh cho mình nhé. Bye bye.